lập tức Luzon lên bảng điểm số luôn. Sau cái pha này, Valiang tiến vào tấn công thẳng vào Lindis, và việc mà Lindis cực kỳ sợ phải đối đầu với những tướng có độ cơ động cao như lũ bốn như thế này, Liang đã hạ gục thành công được người đi rừng của J-Team rồi. Anh ta thoát qua hàng rời một cách vô cùng hay. Để xem chọn ai không trúng vào mặt của người Joey, Olala sẽ có chiêu cuối trúng cả bốn người OM đang rỉa. Và Joey thoải mái gây sát thương, Kama tới mọi chuyện thay đổi tan vỡ dành cho em Mantersil khi mà cả Light Eleven thêm cả Swat cũng ngủ trong tình huống vừa rồi. Để xem người ta sẽ làm gì. Soat vào ảnh chạm rất nhiều sát thương và OM ngay lập tức nghỉ. Để xem, trụ đã mất rồi và BV cũng quá yếu để có thể tham gia giao tranh. Lai đang bơi giữa đời của đối phương nhưng không sao, ảo ảnh chạm đến từ Soat nó quá kinh khủng. Bắn thẳng mặt Hứa Linh cũng quay ngược trở lại đáp trả và Hứa Linh lấy được mạng của Nei. Hứa Linh có lên bảng điểm số không, anh ta tiếp tục bơi, khả năng hồi phục rất nhiều và Jujon băng vào đây, Scout tới để bảo vệ cho người đồng đội của mình, và đó là chết thuê đến từ Scout. Chắc chắn sẽ là một highlight của Hứa Linh. Hơi bị khập khiễng đến từ Mẹt Team. Giữ lại quầy một cân hai, hai người chơi này không có sát thương để quẩy và cân thật, nhưng khi Kama tới câu chuyện có thể thay đổi. Nhưng Wade vẫn rất tự tin khi thấy đồng đội ngay gần, anh ta sẽ có bất tử và hạ phục thành công OM. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống và tải ngay Liên Quân Mobile trên Google Play hoặc App Store.